Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Bản tin 24 giờ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, trong một thời gian ngắn, cơn mưa xối xả đã đổ xuống thành phố Hồ Nam, Quảng Đông, Quý Châu, Giang Tây và các tỉnh phía Nam khác cũng lần lượt có mưa lớn. Các con đường chính bị ngập sâu không thể lưu thông và các thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ. Tại sao lại có lượng mưa lớn như vậy ở miền Nam của Trung Quốc? Phải chăng điều này đồng nghĩa với việc Nam Bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa lũ và mùa mưa kéo dài bao lâu? Trong suy nghĩ của mọi người, đầu mùa hè ở phía Nam sông Dương Tử luôn kèm theo những cơn mưa. Tuy nhiên, những cơn mưa năm nay đến sớm và dữ dội hơn. Kể từ hôm Chủ nhật, mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh đã xảy ra ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và phần phía đông của Tây Nam Trung Quốc. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra một cảnh báo về mưa bão màu xanh vào ngày thứ Tư. Dự kiến từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Năm, ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Nam Hồ Nam, miền Nam và miền Đông sẽ có mưa to. Giang Tây, Nam Chiết Giang, Nam Quý Châu và Đông Nam Vân Nam có mưa to đến rất to. Trong số đó có mưa lớn ở một số khu vực của miền Trung và miền Nam Quảng Tây, miền Trung và miền Bắc Quảng Đông, miền Nam của Hồ Nam, miền Nam của Giang Tây, miền Trung và miền Nam của Phúc Kiến và mưa lớn ở một số khu vực khác. Các địa phương trên có kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Không khí lạnh từ phía Bắc đi xuống phía Nam gặp không khí ấm ẩm từ phía Tây Nam ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, làm tăng cường sự chuyển động đi lên của luồng không khí ở những khu vực này. Do hàm lượng hơi nước ở giữa các tầng thấp hơn của những khu vực này rất phong phú, trong quá trình chuyển động của không khí đi lên, hơi nước rất dễ ngưng tụ tạo thành mây mưa, sau đó tạo thành mưa lớn. Sun Sun, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng Trung ương giải thích, từ đầu năm đến nay, hầu hết các vùng của Trung Quốc đại lục nhiệt độ dao động rất lớn, lượng mưa phân bố không đồng đều, tác động của thiên tai khí tượng là rất lớn và nghiêm trọng. Trong số đó, lượng mưa ở Giang Hoài và Giang Nam cao bất thường, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác trải qua lũ lụt sớm hiếm gặp vào ngày đầu tháng trước. Từ cuối tháng trước đến tháng này, các sông Tương Giang, Lệ Giang và Cầm Giang trải qua mực nước siêu cảnh báo và lũ lụt xảy ra ở một số khu vực. Theo các báo cáo, hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt xảy ra trên diện rộng. Cường độ mưa ở một số khu vực tương đối cao. Về khí hậu, mùa lũ ở Trung Quốc chủ yếu từ tháng này đến tháng 9. Hiện nay, Nam Trung Quốc đã bước vào mùa lũ sớm và mùa lũ chính ở Trung Quốc vẫn chưa thực sự đến. Sun Sun nói, dự báo về xu thế khí hậu của mùa lũ của Cục Khí tượng Trung Quốc cho thấy, nhiệt độ và lượng mưa trên cả nước năm nay diễn biến bất thường rõ rệt so với mọi năm. Tình hình thiên tai khí tượng và các thiên tai thứ cấp, khả năng xảy ra các hiện tượng khí tượng cực đoan còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong vài ngày tới, Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác vẫn sẽ có mưa. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo trong 3 ngày tới, cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng ở miền Trung và miền Đông, khu vực Tây Nam, Giang Nam và miền Nam của Trung Quốc sẽ tiếp tục có nhiều mây và có mưa, trong đó có Đông Nam Tây Tạng, Tây Bắc Tứ Xuyên, Nam Quý Châu, Nam Hồ Nam và trung tâm Giang Tây có mưa to hoặc mưa rất to. Ở Nam Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và Đông Nam Vân Nam, một số khu vực có mưa to cũng sẽ xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn, gió giật mạnh hoặc mưa đá ở một số khu vực. Gần đây do lượng mưa lớn ở Giang Nam, Nam Trung Quốc, Quý Châu và những nơi khác, mực nước của các sông, hồ chứa dâng cao nhanh chóng, lũ lụt có thể xảy ra ở một số khu vực, cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đồng thời cần chú ý phòng tránh các thiên tai như sạt lở núi, sạt lở đất, sạt lở đá, sụt lún, ngập lụt có thể xảy ra. Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng chỉ ra rằng vào cuối xuân hoặc đầu hè là thời kỳ rất dễ xảy ra các hiện tượng thiên tai đối lưu mạnh như sấm sét, gió giật mạnh và mưa đá. Tất cả các vùng đặc biệt cần tăng cường công tác phòng chống thiên tai, phổ biến khoa học phòng tránh, giảm nhiệt thiên tai nhằm giảm thương vong và thiệt hại về tài sản. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua đã nâng mức cảnh báo về tình trạng mưa dông lên mức thứ 2, mức màu cam trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này. Trong bối cảnh những trận mưa to được dự báo sẽ xuất hiện trên diện rộng, hệ thống cảnh báo thời tiết có mức cao nhất là màu đỏ, tiếp đến là màu cam, màu vàng và màu xanh. Theo trung tâm trên, từ đêm qua đến đêm nay tại các tỉnh như Hồ Bắc, An Huy và Hồ Nam, Giang Tây và Chiết Giang sẽ có dông và mưa to. Trong đó, một số khu vực ở Hồ Bắc, Giang Tây và An Huy sẽ có lượng mưa trong ngày lên tới 280 mm. Một số trong những khu vực này sẽ có lượng mưa theo giờ lên tới 100 mm kèm theo dông và gió mạnh. Để tránh ảnh hưởng của mưa dông, trung tâm này đã khuyến nghị chính quyền các địa phương duy trì cảnh giác trước các hiện tượng thời tiết như lũ lụt, sạt lở đất và lở bùn, ngừng các hoạt động ngoài trời tại những khu vực nguy hiểm. Kể từ tháng vừa qua, những cơn mưa to đã liên tục xảy ra ở những khu vực rộng lớn của phía Nam Trung Quốc và tại những vùng bị ảnh hưởng. Mực nước tại nhiều con sông đã vượt mức quá báo động. Trước tình hình này, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi dốc toàn lực để phòng chống lũ lụt và đã cử các nhân viên tới những khu vực trên để hỗ trợ các địa phương thực hiện công việc cứu trợ, cứu nạn. Hôm nay, tại tỉnh Giang Tây, miền Nam của Trung Quốc đã ra cảnh báo lũ lụt cao nhất. Dự báo nước Hồ Bà Dương sẽ tràn bờ trong bối cảnh mưa lớn đang hoành hành tại nhiều vùng trên cả nước. Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ lụt từ mức 1 đến mức 2, cũng là mức cao nhất khi có nguy cơ xảy ra thảm họa như vỡ đập, lũ lụt nghiêm trọng liên tiếp tại nhiều sông. Giới chức tỉnh Giang Tây dự báo lũ lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra tại Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc, kết nối với sông Dương Tử. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, mực nước của Hồ Bà Dương hiện là 2,8 m và đang dâng lên nhanh chóng, vượt quá mức nước cảnh báo. Chính quyền huyện Giang Châu, một hòn đảo biệt lập trên sông Dương Tử, đã kêu gọi người dân trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi trở về hỗ trợ để chống lũ do thiếu nhân lực để củng cố đê và đập. Trong bối cảnh mưa lớn đang tiếp tục trút xuống nhiều vùng rộng lớn của Trung Quốc, một số thành phố dọc theo sông Dương Tử đã ban bố cảnh báo lũ lụt cao nhất do mưa lớn có thể gây ra lở đất và ngập lụt, ngập đường xá, khu đất canh tác nông nghiệp, với nhiều con sông có nguy cơ bị vỡ bờ. Đài Thiên văn Quốc gia Trung Quốc hôm nay đã tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng đối với mưa rông. Dự báo mưa lớn trong cuối tuần tại các tỉnh thành như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Hồ Nam. Trong khi đó, giới chức tỉnh Giang Tô đã đưa ra cảnh báo lũ màu cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp, với nguy cơ nước sông tràn mạnh và kéo dài. Thưa quý vị, tại thành phố Quảng Châu của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra đã lên tới 35,5 tỷ dân tệ, khoảng 5,06 tỷ USD. Hiện đã có ít nhất 65 người chết và tỉnh Quảng Đông vẫn đang đếm số người bị thương vong. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tính đến ngày thứ hai tuần qua, mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam của Trung Quốc đã khiến ít nhất 45 người chết và 495.000 người phải sơ tán tạm thời. Trong đó, riêng ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, ít nhất 41 người đã chết. Mưa lũ đã gây hư hại cho hơn 34.119 ha hoa màu tại thành phố này, gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 35,5 tỷ trên dân tệ, khoảng 5,06 tỷ USD. Theo đài CGTN, theo hãng tin AFP, số người chết do mưa lũ ở Quảng Đông có thể sẽ tăng thêm. Các quan chức tỉnh Quảng Đông nói với phóng viên rằng tỉnh này vẫn đang đếm số người bị thương vong. Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đã triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ công tác liên lạc khẩn cấp và đánh giá thiệt hại ở những khu vực bị mưa lũ ảnh hưởng. Trung Quốc cũng đã triển khai hơn 10.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang và dân quân tới hỗ trợ tỉnh Quảng Đông. Họ đang chạy đua với thời gian để đưa người dân ra khỏi các khu vực bị ngập lụt. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng đang triển khai nhóm lính cứu hỏa thứ hai từ 5 tỉnh tới tham gia công tác cứu hộ. Quảng Châu, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ ở Quảng Đông, đang tăng tốc đưa cuộc sống trở lại bình thường khi nước lũ ở một số nơi bắt đầu rút xuống. Ngày hôm nay, lính cứu hỏa tiếp tục hút nước, bùn ra khỏi các đường hầm. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, dự báo bão số 4 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc và tiếp tục gây ra mưa lớn cho nhiều khu vực của tỉnh Quảng Đông trong những ngày tới. Cụ thể, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo bão số 4 sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc vào cuối tuần này và có thể mang tới lượng mưa lên đến 350 mm ở một số khu vực phía đông của Trung Quốc trong những ngày tới. Kính thưa quý vị, mưa lớn liên tục tàn phá Trương Châu từ 20 giờ ngày thứ ba đến 12 giờ ngày thứ năm tuần này. Thành phố Trương Châu trải qua những trận mưa to đến rất to, mưa to cục bộ, lượng mưa lớn nhất đạt 275,8 mm. Tính đến 14 giờ chiều hôm qua, có tổng cộng 26 địa điểm ở thành phố Trương Châu bị sạt lở nghiêm trọng. Trong số 889 hộ gia đình, với 3.341 người đã được di chuyển tới khu vực an toàn và tái định cư. Trong đó, quận Bình Hà đã chuyển 374 hộ gia đình với 1.496 người, là quận có số người bị ảnh hưởng nhiều nhất của thành phố. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát lũ lụt cho biết, kể từ giữa tháng này, Trương Châu đã hứng chịu 2 trận mưa lớn, từ ngày giữa tháng đến nay là 11 ngày, tổng cộng 131.400 người tại 75 thị trấn thuộc 10 quận, huyện trong thành phố bị ảnh hưởng, 53 căn nhà bị sập nhưng không xảy ra thương vong, thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 137 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ 11 giờ trưa ngày hôm qua, trên nhiều tuyến đường bị ngập nước, trong đó có đường Ưng Bân ở khu đô thị. Khi các phương tiện qua lại, nước ngập cao hơn bánh xe. Tại huyện Bình Hà, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lớn, một số đoạn đường Ưng Tài ở thị trấn Tiểu Khê, nước ngập sâu hơn 60 cm vào ngày hôm qua. Lượng mưa liên tục chảy xuống các khe nứt của núi đã xảy ra tình trạng sạt lở đất và sạt lở núi. Vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, nhân viên của một trạm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng ở thị trấn Quốc Khánh, quận Văn Long, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện ra một vết nứt trên ngọn núi phía sau trạm chứa. Theo đo đạc, vết nứt dài 250 m, rộng 10 đến 15 cm và sâu 1,5 m. Vết nứt cách tường kho xăng khoảng 35 m. Một khi sạt lở đất sẽ xảy ra đe dọa trực tiếp đến nguồn cung cấp bình của kho chứa khí hóa lỏng. Trạm dự trữ khí hóa lỏng là một trong 4 trạm cung cấp khí chính, cung cấp cho Tương Thành và Long Văn. Sáng qua, Lưu Văn Biêu, Phó thị trưởng thành phố Trương Châu đã vội vã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Hiện tại các rãnh thoát nước tại các vết nứt đã được lắp đặt. Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đài quan sát khí tượng tại Trương Châu lại phát đi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của bản tin 24 giờ.